Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 39 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không phải là người địa phương giai đoạn 2023-2025. Dự chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian qua, việc quán triệt cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết số 39 được các huyện ủy, thị ủy, thành ủy nghiêm túc triển khai đồng bộ. Đến ngày 15 tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh có 53 đồng chí bí thư đảng ủy cấp xã không là người địa phương, đạt 106% so với kế hoạch. 26 đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không là người địa phương, đạt 137% so với kế hoạch. Qua đánh giá bước đầu, việc thực hiện chủ trương đã tạo ra sự đổi mới, mang tính đột phá cho công tác cán bộ. Tại các địa phương, tình hình kinh tế, xã hội, công tác xây dựng đảng, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp tồn tại được xử lý, giải quyết hiệu quả, góp phần hạn chế hiện tượng bè phái và cục bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi khó khăn khi thực hiện nghị quyết, đồng thời kiến nghị đề xuất các giải pháp như cần có cơ chế, chính sách đối với cán bộ được điều động luân chuyển, căn cứ tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn luân chuyển điều động đồng chí có trình độ, năng lực phù hợp nên luân chuyển cán bộ trẻ có thời gian công tác dài. Thông tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ tiếp tục truyền tải trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.